Chào các bạn, trên tay mình đây là một chiếc tablet trị giá 180 triệu đồng của Asus. Mỗi tội thì chiếc tablet này hơi to. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu tại sao mà chiếc tablet này lại đắt đến như vậy nhé. Thật ra mình nói vậy cho vui thôi. Đây là một mẫu laptop của Asus với kiểu hướng thiết kế cực độc đáo. Một thiết kế hay thấy nhất ở trên các mẫu laptop đó là kiểu gập mở thông thường. Vẫn có những mẫu laptop tách được phần màn hình riêng ra. Nhưng mà tuy nhiên, đối với laptop gaming thì chỉ có Asus mới áp dụng được cái kiểu thiết kế như vậy. Bây giờ thì mình sẽ đi từ phần nhỏ trước này. Đây là một chiếc bàn phím được kết nối với mẫu laptop thông qua nam châm. Các bạn có thể sử dụng một cách thông thường hoặc tháo ra để sử dụng như một mẫu bàn phím wireless thông qua nút gạt ở cạnh phải. Cảm giác bấm của mẫu bàn phím này rất tốt. Phần touchpad có nhiệm vụ chính là để di chuột, còn nếu như bạn nào không thích thì có thể chuyển sang nhập liệu qua một phím touch duy nhất. Có quá nhiều sự độc đáo và thú vị ở trên bàn phím này. Toàn bộ các linh kiện của máy thì sẽ tập trung hết ở phía sau của màn hình. Để đặt được mẫu laptop này cố định thì các bạn chỉ cần gạt tầm đỡ ở phía sau cũng được hút bằng nam châm rất chắc chắn. Mẫu laptop Mothership này thì đúng như cái tên của nó. Những gì được trang bị là xịn sò nhất, tối tân nhất mà máy sở hữu. CPU Intel Core i9-9980HK này, 64GB RAM, card đồ họa RTX 2080 và 1,5TB SSD. Cấu hình có thể nghiền nát mọi tựa game trên thị trường hiện tại đúng không ạ? Và để sánh vai với cấu hình khủng như thế thì Asus đã trang bị cho mẫu laptop này một màn hình lớn có kích thước 17,3 inch Full HD, tấm nền IPS, tần số quét lên đến 144Hz, độ trễ chỉ 3ms và còn hỗ trợ cả G-Sync. Thực sự đây là những trang bị nó quá mạnh, quá đầy đủ cho những bạn game thủ rồi. Vấn đề là các bạn có mua được em nó với mức giá gần 200 triệu hay không thôi. Với thiết kế độc đáo như vậy thì việc bật máy cũng độc đáo với nút nguồn đặt ở phía trên cùng bên phải. Cổng kết nối được bố trí đầy đủ hai bên như USB-A, USB-C, HDMI, cổng mạng LAN. Hệ thống tản nhiệt được bố trí ở góc trên cùng. Chắc chắn sẽ có những bạn lo lắng rằng liệu với hệ thống tản nhiệt như vậy thì có chịu được không, bởi vì cái cấu hình của máy này rất mạnh. Nhưng hệ thống tản nhiệt với 8 ống đồng cùng hai quạt lớn có thể điều chỉnh tốc độ bằng phần mềm sẽ giúp việc tối ưu luồng nhiệt và hiệu năng của máy luôn trong tình trạng hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ nhất. Hệ thống LED là yếu tố không thể thiếu trên mẫu laptop. LED xuất hiện ở logo mặt sau, trên bàn phím và cả cạnh dưới cùng, có thể điều khiển qua hệ thống Aura Sync. Phần này sẽ làm các bạn ngạc nhiên nhất vì cấu hình của máy quá khủng. Một cục sạc thì không thể nào cung cấp đầy đủ điện cho mẫu laptop này nên sẽ cần tới hai cục sạc và thêm cả trọng lượng của mẫu laptop này nữa thì thực sự mình thấy nó giống như một chiếc máy tính gaming all-in-one hơn là một chiếc laptop. Các bạn thấy sao về mẫu laptop này? Đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận phía bên dưới. Nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn!